hoành thanh lá này ở trên nhiều quá trời luôn mọi người. Đó, đây là đủ 15 phút rồi đó. Đâu có tự nhiên mà cắt không lợi mà mình làm giàu được phải không? Nhờ mấy chú lại quay, cảm ơn mấy chú nhiều. Thời xưa bán gánh gánh là chỉ một mình thôi. Không, thời xưa mà nó đâu có khách nhiều như vậy. Bây giờ đó, khách nó nhiều lắm. Khách ủng hộ tôi, khách giúp tôi mua nhà đấy. Mua nhà. Gửi tiền ngân hàng nữa. Mua nhà gửi tiền ngân hàng nữa kìa. Mọi người khách là ăn mình mới làm giàu được chứ không có khách là ăn lấy gì làm giàu không chứ. Dạ. Mấy chú lựa quay thì tất nhiên khách là ăn nhiều, tất nhiên tôi phải làm giàu rồi. Dạ. Giải nhà Bình Chánh mua láng luôn, một giải nhà Long An nữa không? Tiếp tục. Cứ vậy khách là ăn nhiều nhiều là tôi mua hết nhà luôn. Mua hết nhà. Có mấy chú lựa quay thì người ta lợi coi như người ta thử món của mình. Nhiều người lỡ thử thì tất nhiên mình có tích lũy cái tiền đó để mua nhà không hả không? Dạ. Cô rất là vui. Cô nói là chỉ có chính xác mà thôi. Nói không? Cô nói chỉ có chính xác mà thôi. Thì bây giờ mấy chú cứ là quay đi, tôi thoải mái thôi. Cứ quay tôi là người ta phải lợi, người ta lợi người ta thử cái món này. Thời thử nhiều quá tất nhiên tôi phải làm giàu không? Phải không? Anh nói đây ghi, ít tôm, ít tôm. Có tiền tích góp tích lũy để mà mua nhà rồi mua gửi tiền ngân hàng nữa. Gửi tiền ngân hàng đi du lịch. Đi du lịch. Đã được nghỉ ngày nào đi chưa ạ? Sắp sửa nghỉ rồi chú. Bán về không nghỉ được luôn mà. Đi nếu mà tôi đi Thái mua vé khứ chứ không dám mua vé hồi. Tự nhiên đi. Ồ, máy nấu nước luôn ha. À, máy nồi nước lèo đây luôn. 10 nồi nước lèo. Ô trời ơi. Cô bán một bữa là 10 nồi nước lèo vậy đây. Trời khủng khiếp luôn. Đây cái tôm. Cái tôm để ăn với hoành thánh lá. Đây là một trong những cái quán hoành thánh mà nổi tiếng hoặc nhất của Sài Gòn đó mọi người. Ở đây khách đông nghẹt luôn. Thì đúng là 3 giờ mình ra bán coi ha. Đấy để là mưa thì ra sớm hơn. Ăn toát hết mùa hôi nè. Có gì chú? Mì không? Tháng mưa lúc này không có bán mì nữa chú. Bán mì gặp không phải các luôn đó. Mấy cái bị trên đây là để mình bán hay là sao vậy cô? Cái nào? Cái này nè. Cái này hả? Là Quỳnh Thánh nấu ra. À. Cái này là nước súp nè. Nước súp ở đây. Dạ. Nè cái này vừa nấu vừa bán. Dạ. Vừa nấu ra máu cái nào bán cái đó vậy đó. Ừ. Đây ngồi hết cái con hẻm này luôn. Ơi, thấy chưa? Đông khủng khiếp luôn á. Đây có bánh quẩy nữa nè. Một phần là 40 ngàn. Đây những cái phần mang về. Khủng khiếp luôn. Cái á. Đấy hoành thánh phía trên thì người ta cứ bán hết tới đâu là sổ đó. Hồi nãy cái nhìn tưởng là treo đó để bán cái hoành thánh là cho khách người ta mua về người ta nấu, trái ra là người ta treo đây là để bán. À, để em nấu bán, nấu tới đâu bán tới đó nha. Nói cái này là nấu. Dạ. Bao nhiêu nồi sẽ chín được cô? 15 phút. Dạ. 15 phút. À, rồi. Không cho ai nào. Đây hoành thánh lá tôm dì mũi nè. À, đầu hẻm 66 Lạnh Bên Thăng quận 11 bán từ 15 giờ đến hết. Nghỉ 2 ngày trong tháng này 15 và 11. À, quán cô bán thì luôn cô. Bây giờ là đẩy xe. Đấy,
bây giờ là đẩy xe rồi cái xe để giữa xong rồi mọi người bán xung quanh ha. Cảm ơn Bông Dương My. Bây giờ nó hay hơn hồi xưa là gắn thôi. Dạ, đây cô đứng cạnh cái bếp rất là nóng luôn mọi người. Ba cái bếp than luôn. Bốn cái bếp. Đúng rồi bên. Hai ba bốn năm năm cái bếp. Đó. Năm cái bếp. Ừ. Phải đảo liên tục không sợ nó bị cháy đúng không cô? Nó sợ là nó dính. À dạ. Nó sẽ đóng lại, nó là cái lá mà nó sẽ đóng lại, mình làm cho nó chín thì nó không có đóng. Dạ, rồi con hiểu rồi. Nhưng con thấy nhiều nơi là người ta khi múc ra người ta cho cái dầu á để cho nó đỡ dính bếp vào nhau á cô. Như những sợi bún á. Cái dầu á không được. À dạ. Cái lá mà cái này là mềm mà. Dạ. Cái này càng mềm nó càng dẻo. Dạ. Đây cho mọi người. Mấy bịch làm con nó bịch lên. Đông sợ luôn. Một bịch thánh hai cái hủ tiếu, ấy mì đi. Để vô trong. Đây là bán những cái phần mang về đó. Mấy bịch rồi? Ồ, tính ra là một phần vậy là tôm tí tôm khô là nhiều ghê á. Lớn hai bịch hai quẩy. Những cái tôm khô trong cái bịch này cho nên là thấy nó nhiều lắm luôn đó. Lớn ba bịch sao em? Mấy đồ à? Cái nước dùng là mình nước xương không? Nước tôm không phải tôm. Nước tôm. Ngọt ở nhà cái tôm thôi. Đây ạ. Đây quay cho mọi người xem nha. Nước dùng của cô ở đây là muối. Tôm mọi người. Đây là bán giá là 40 ngàn một tô. Tô nhỏ 40 ngàn, tô nhiều là 40 ngàn. Tô lớn là... Tô lớn. À tôi lớn 45. Tôi lớn là 45. Dạ. Tôi lớn là chỉ cần muốn bánh thôi, 45 tại vì người ta ăn bánh nhiều. À. Người ta ăn bánh nhiều thôi chứ còn nữa thì các thành phần khác cũng giống vậy thôi, nó nhiều bánh thôi. Cô đảo liên tục rồi. Cho tôi ăn thêm nha. Tại em nhìn cái nồi và nhìn cái nồi hoành thánh nó hấp dẫn quá cô ơi, nhìn hấp dẫn thiệt á. Làm tiếp ba nhỏ đi. Đây là cái phần huyết. Ba bịch hai quẩy. Hai bịch. Lấy cái này cũng thấy là món này ăn thêm cái quẩy. Cái quẩy đúng anh. Đúng rồi, ăn như bánh quẩy. Cái phần quẩy thì có tính thêm tiền không cô? Ồ, máy nấu nước luôn ha. À, máy nấu nước lèo đây luôn. 10 nồi nước lèo. Ô trời ơi. Cô bán một bữa là 10 nồi nước lèo vậy đây. Trời, khủng khiếp luôn. Hồi nãy con thấy cô treo đây, con tưởng là cô treo để bán. Để mà bán cho ai khách muốn mua về. À vậy hả? Thấy cô treo đầy nhóc ở xe luôn đó. Mấy bịch? Có bịch nào không? Có. Mấy? Ba bịch. Năm bịch đó có hai bịch nhiều nước hành viên. Nhìn đã thiệt á, nhìn cái nồi hoành thánh đã thiệt á. Ba bịch. Một đơn nó có ba bịch, hai cái quẩy, một đơn hai bịch hành để riêng. Ba hành để riêng. Ồ, vậy là cái này mình có bán qua app nè hả? Không có. À, không trực tiếp mình ta. Dạ trực tiếp. Chứ không có qua app. Tiếu không còn đuối vậy. Bán em ba bịch mang về. Ba bịch mang về, đưa ba bịch trước đi. Đưa ba bịch trước đi cô. Ba bịch mang về, 102. Có lấy quẩy không cô? Có lấy bánh quẩy không ạ? Bánh quẩy không? Rồi rồi.
quay mà không nói trước để tôi đem cái hộp makie qua đánh phó cho nó trước. Lúc trước nói cái vụ ấy nữa, cái vụ ngũ chảo gì đó, cái vụ gì đó. Cái mì là mì trộn dầu hào. À, bán chừng nào, bán? Nào thì mới bán rồi, cái món đó. Hết mưa giờ mới bán được, từ tháng 2 mưa quá không có bán. Bây giờ mưa đó, gió nó tạt vô, cái mì nó mì xèo. À, bán đó cũng 2 giờ chiều luôn hả? Thì cái đó một lượt mình bánh là phải có mì. Nó phải đi đôi, nhưng mà coi như là giờ nói ai chồng quý con ơi. Mưa quá không bán rồi đó. Mưa hoài, gió nó tạt tạt, lá không mì nó mì xèo. Đúng rồi chứ. Chúng em đúng à. Vậy là hết mùa mưa mới bán cái món đó ha. Dạ. Là mấy bận. Mấy bận đâu. Vài bữa đó tới mùa đông là hết rồi, hết mùa mưa rồi. Bán cái món mì ngũ chảo. Cái đó là mì trộn dầu hào. Mì trộn dầu hào. Trời ơi, nhìn nó nồi tôm khô. Mình gì nữa, giống chưa? Đúng rồi, mình bên đây. Hai mình bên dưới. Cái xe rất là ấn tượng bởi vì treo rất là nhiều cái hoành thanh lá này ở trên, nhiều quá trời luôn mọi người ơi, nhìn coi. Hồi nãy mới có nhìn vô cái xe tưởng là để lại là đại đi bán không mà không ngờ là cái là cứ trụng tới đâu là bán tới đó, trụng tới đâu là bán tới đó là vậy đó. Đó, vì là ở trong đây là chăm sóc 10 cái nồi nước lèo đây. Đó, hết đảo rồi tới chăm qua chăm lại rồi chăm ra cái nồi bán. Đó. Đó, đây là đủ 15 phút rồi đó. Rồi, hai cái đầu của xe đây đây, nó thấy mùi gì nè. Ồ đó. Treo hoành thánh không à. Cái nồi hoành thánh thì bỏ cái hành phi á, nhìn ra con cái nước lèo á, nhìn đã không. Rồi, tôm bán cái đầu rồi cái đó. Đây thì khách người ta ngồi đây ngồi chặt hết đoạn này là cũng là full bàn luôn nè, dữ thiệt. Cũng có đi khắp nơi nhưng mà coi như điểm chính là ở đây, coi như bán ở đây mà tới chuyện có là không hết á, mình mới gánh đi vòng vòng, còn bây giờ là coi như điểm mình ở đây luôn. Rồi, cô bán chính xác là bao nhiêu năm rồi cô? Trời ơi, cô bán từ hồi cô chưa biết kia, từ 18 tuổi cô bán tới giờ. Wow, vậy à? Trời, còn chút xíu. Món này là cô học từ mẹ cô hay là sao? Không. Mẹ mình không có bán món này. À vậy. Thế là cô về bén duyên bán món này luôn. À. Con thường có thấy mọi người hay gói ba gói cái hoành thánh đúng không? Cái đó là hoành thánh gói, cái đó là hoành thánh tươi, gói thịt. Còn đây là hoành thánh lá, hoành thánh khô. Hoành thánh khô nấu giò heo, nấu xương, nấu thịt. Nhưng mà khô thì lá tôm khô thôi. À, tôm khô nó có ngọt hơn là nấu xương, nấu giò không cô? Không biết, nhưng mà có người ta thích hơn. Tự vì xương giò nhiều khi người ta không thích ăn mỡ nhiều quá thì người thích ăn tôm khô. Mình nấu tôm khô thôi. Con thấy một cái xô đây là một ngày chắc mình bán cái mấy chục ký tôm khô quá. Mười mấy ký tôm. À, mười mấy ký tôm. Mình bán từ mấy giờ đến giờ cô? 3 giờ bán, nhưng mà hôm nay cô 2 giờ rưỡi ra rồi. Ra sớm chút xíu. Bây giờ mưa mà. Bán tới 5 giờ nữa. 5 giờ. Bán 2 tiếng thôi, 2 tiếng mấy, dễ lắm là 6 giờ thôi. Chứ trời nắng thì bán đắt, trời mưa thì bán còn chậm chút xíu. Trời mưa thì hàng nào cũng chậm rồi. Mọi người có thèm cũng không đi được, mưa quá. Cái bánh quẩy là bao nhiêu một phần nữa cô? Quẩy hả? Quẩy là một dĩa 5 ngàn. Dĩa 5 ngàn. Dạ. Một cặp là 10. Mình lấy cái tôm khô đun để cái nước ngọt đó là nước dùng. Bảy giờ. Cái tôm khô mình thấy. Úi, trời ơi. Thấy cái bá thấy không? Vô đây nhầm lúc là có chứ nhầm lúc là không có bàn nha, lúc nào cũng không bàn á. Lạ quá. Quá 60 tính tiền kìa. Có một xô nhiều tôm ghê á. Đấy là tôm nhỏ 40 ngàn đúng không anh? Dạ đúng rồi. Con hai tôm mà đừng lấy tôm khô nha cô. Không lấy tôm già. Dạ.
Tính ra mình múc cái vá này là hai thân cái vá này ha. Vá này nhiều nước quá. Rồi. Đó là cái xe hoàng thánh lá của chị Mũi. Hai chị này hỏi tiền nè. Múc bình đó là kỹ thuật lắm đó. Không là múc bịch rất là khó múc đó. Múc tô thì nó đơn giản rồi, cho nên là múc bịch khó múc lắm. Khách vô rồi, uống. À, một tô đó là một tô 40,000 luôn. Bán cái giờ xế chiều là 15 giờ mới bắt đầu ra bán, và cái mình không nghĩ là cái giờ nó cái chiều giờ, nhưng mà rất là đông khách. Bữa nay là thứ 3, có nghĩa là trong tuần đó mà khách ngồi lúc nào thấy full ra mấy cái chỗ ngồi lên bàn này hết, hay thiệt, nổi tiếng nên là rất là nhiều người họ đã là thưởng thức cái tô hình thanh lá của Dì Mũi này. Đây là lần đầu tiên mình ghé cái xe đây luôn, chúng ta cũng nghe nhiều rồi nhưng mà chưa có dịp ghé, bởi vì bán cứ 3 giờ chiều đó, cho nên là nó lại dở dài, cho nên là nhiều lúc rồi không có ghé được. Hôm nay thì có việc đi ngang đây cho nên là ghé luôn để chia sẻ với mọi người. Là một trong những cái điểm ẩm thực khá là hấp dẫn của Sài Gòn đấy. Tiếp huyết vừa này. Sáu sáu chú ba luôn. Rồi bây giờ cũng đi cho ba hai rồi, mình cũng làm giàu thêm chút nữa. Cảm ơn mấy chú nha, mấy chú quay là bắt đầu tôi làm giàu thêm chút nữa. Không quay là ta lợi người ta sẽ thử phải không? Tôi mình làm giàu thêm chút xíu nữa. Giả nhà mình trắng luôn hết rồi, giả nhà Long An nữa, trời ơi giàu luôn. Từ từ mình mua tích lũy chứ, tích lũy đó hiểu không? Từ từ mình mua, tự mua rồi. Sao này không nói vậy? Ai còn chưa biết gì? Anh em được quay một cái gì trong đâu? Quán được coi ngon ngon, sẵn rồi ta đến. Nổi tiếng sẵn rồi. Giờ có lông thêm thôi chứ lông sẵn rồi. Không nổi tiếng lâu quá. Sau này bán từ từ có mấy cái cháo gia phụ. Thời xưa bán gánh này cho một mình thôi. Không, thời xưa mà nó đâu có khách nhiều như vậy. Bây giờ
khách nó nhiều lắm. Tôi mua nhà đấy. Mua nhà. Gửi tiền ngân hàng nữa. Mua nhà gửi tiền ngân hàng nữa kìa. Không có thẻ ngân hàng luôn. Có thẻ. Từ từ gỡ thấy không? Nhiều người khách là ăn mình mới làm giàu được chứ không có khách là ăn lấy gì làm giàu không chứ. Mấy chú là quay thì tất nhiên khách là ăn nhiều tất nhiên tôi phải làm giàu rồi. Dãy nhà Bình Chánh mua láng luôn, một dãy nhà Long An nữa không? Tiếp tục. Cứ dãy khách là ăn nhiều nhiều là tôi mua hết nhà luôn. Mua hết nhà. Có mấy chú lại quay thì người ta lợi coi như người ta thử món của mình. Nhiều người lỡ thử thì tất nhiên mình có tích lũy cái tiền đó để mua nhà không hả không? Dạ. Cô rất là vui. Cô nói là chỉ có chính xác mà thôi. Nói không? Cô nói chỉ có chính xác mà thôi. Thì bây giờ mấy chú cứ là quay đi, tôi thoải mái thôi. Cứ quay tôi là người ta phải lợi, người ta lợi người ta thử cái món này. Thời thử nhiều quá tất nhiên tôi phải làm giàu không? Phải không? Anh nói đây ghi, ít tôm, bớt tôm. Ít tôm không? Có quýt nhiều à? Quýt nhiều. Quýt nhiều mà ít tôm thôi. Không đồng. Chứ đâu có tự nhiên mà cắt không lợi mà mình làm giàu được phải không? Nhờ mấy chú lợi quay, cảm ơn mấy chú nhiều. Tất nhiên là lợi quay là tôi... Không, chú đó, chú đó. Đó, có ăn hai tô nữa kìa. Đó, một bình này của chú đó quyết nhiều á. Ăn là không phải riêng đó. Để về chiều mấy ăn có bạn đến rồi rồi. Nhưng mà chơi TikTok, chơi clip qua còn hay anh trời mọi người. Nhiều người thì tất nhiên là tôi đã càng làm giàu hơn phải không? Cái này nói thiệt luôn á. Đúng rồi. Cái đó nói thiệt. Hồi đó tôi bán mối của tôi là 100 người. Dạ. Nhưng mà sau này TikTok là quay với là YouTube với là cái gì đó là quay nhiều lắm á. Thì tất nhiên là tôi bán cầu 300 người. Thì tất nhiên mỗi ngày thêm 200 người nữa. Tất nhiên là tôi giàu không? Dạ đó. Ai dạ. Nào dạ, dạ. Có tiền tích cóp tích lũy để mà mua nhà rồi mua gửi tiền ngân hàng nữa. Gửi tiền ngân hàng đi du lịch. Đi du lịch. Đã được nghỉ ngày nào đi chưa ạ? Sắp sửa nghỉ rồi chú. Bán về không nghỉ được luôn mà. Thì nếu mà tôi đi Thái mua vé khứ chứ không dám mua vé hồi. Tự nhiên đi. Đi Thái là phải mua vé khứ không dám mua vé hồi. Tự nhiên vé hồi tiền góp nó thì kiếm tôi. Hồi mới ra bán có một nồi, bây giờ bán 10 nồi luôn gì mũi ha. Chiếc tóc quay lên. Rồi anh mua cho bạn nữa. Đây nè, 2 tô 2 ly trà đá nè. Ê, ê. 2 tô 2 ly trà đá. Ở bên đâu? Trà đá bên kia hả? Trà đá bên kia, tính bên kia. Trà đá bên kia rồi. Bên kia hả? Ờ. Trà bên sát thôi, có 2 tô như chúng ta một nồi nhà nhiều ha, nồi đổ lâu hoàng phải chục bịch á. Thầy để ra tới mai ăn cũng được nhiều. Cái này là của mấy ông nhậu. Trước khi đi nhậu mua một bao treo trên xe. Giờ nhậu về á, ăn lợi ăn. Còn nếu mà cảm thấy nó mệt quá, quăng vô tủ lạnh. Mai sáng tăng lại, món ăn nhẹ đi làm luôn. Tại vì nó không có rau cải mà nó mềm, dễ nuốt. Dạ. Chị bốn bịch đó con. Anh trai bốn bịch vô chị hai. Chị đây bốn bịch đó. Ở đây dặn mình đó. Cho bốn bịch với lại một hộp đi. Cho tài xế ăn. Chị này bốn bịch một hộp nha. Làm nổi
tới 4 giờ sáng mới dậy làm rồi. Thêm một quyết nữa chứ, cho chị này luôn. Làm bình đi, đang cầm trước đi. Đủ chưa? Mấy bình? Năm bình. Lấy thêm đi, lấy thêm đi. Hết thêm đi. Anh áo tạm, áo tạm á. Một cái hai nghìn hai trăm lẻ hai Rồi, chạy đi. Không kịp luôn á. Giữ thiệt. Không biết không thua con mạnh rồi. Đó là đâu. Đây, khách ngồi đông ghét luôn rồi. Giữ thiệt. Đây, cái xe đây nha. Cái xe và bắn quá trời luôn.